Phương Nguyệt Nhu đi đâu rồi? Chắc vào nhà vệ sinh rồi. Chị, đừng có căng thẳng vậy chứ. Em đi tìm đi. Không cần đâu. Em không đi. Chị đi. Em đi, em đi. Chắc chắn chị cách nhầm người ta rồi. Có sai không chị biết. Chị Đại Hà, trốn cô ta đi, không tới là không tới. Dù sao Quế cũng xem rồi, không đến thì thôi. Tấm vé này khó mua lắm đấy. Biết rồi, không lãng phí đâu, yên tâm đi. Chị, tinh tế. Đại Hà, cô đến xem kịch sau. Chị Đại Hà, hai người được đấy, vé hôm nay khó mua lắm đấy. Còn không sao, tôi vốn còn muốn mua một tấm vé nữa để hẹn cô cùng đi xem đấy. Tiếc là không mua được, tôi cũng ngại gặp cô. Nhớ tôi làm gì chứ? Đúng rồi chị, ra đây. Đây là người anh em của tôi, Hữu Vi. Chị Ma, chào chị Ma, cậu trai thật rạng rỡ. Cậu ta tên Chân Tinh Thần sao? Tôi tên là Chân Tinh Tế này, đừng nói linh tinh. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi mụ là 26 ạ. Đúng rồi chị, lần trước chúng ta hẹn ở bến xe tự như câu. Đại Hà, em không nói chị cũng quên mất đấy. Lần trước em bảo 3:30 chiều chờ chị ở trạm xe điện tự như câu, mà chị chờ em mãi không thấy. Nên tự chị đi tìm tiệm mai mũi chị ấy rồi. Chị còn để phần em một cây giải đấy. Đại Hà, đúng thật là em nói trúng rồi. Tay nghề của thợ mai kia đúng là tốt thật đấy. Đại Hà, em bảo là 3:30 chiều, đúng không nhỉ? Hay là chị nhớ sai giờ vậy? Không có, không có, chị nhớ đúng rồi. Hôm đó đúng lúc nhà em có chuyện, nên sau đó em cũng không đi được. Vậy chị cho em có lâu lắm không? Không sao, không sao. Em không tới, không phải chị cũng mai xong sườn sám rồi sao? Thợ mai bận quá, mấy hôm nữa mới lấy được. Tới lúc đó cả hai chúng ta cùng đi, vừa hay làm quần áo của em luôn, xem đường giải của chị được chứ. Chuyện này hai ta không đôi co nữa. Đại Hà, có phải hôm nay em có nhiệm vụ gì không? Sao không thấy cậu phó đâu vậy chứ? Chị, có nhiệm vụ gì vậy? Đừng hỏi linh tinh. Chuyện Đại Hà làm không tùy tiện nói được đâu. Cũng chẳng có chuyện gì. Chúng tôi chủ yếu là bắt đặc vụ của Quân Quốc Dân Đảng mà thôi. Xem em nói kìa, thật đáng sợ. Người Nhật bị đánh chạy rồi, lấy đâu ra đặc vụ Quốc Dân Đảng nữa chứ? Chị à, là chị không biết thôi. Lúc người Nhật ở đây, đặc vụ Quốc Dân Đảng đều trốn như rùa đục cổ ấy chứ. Giờ người Nhật đi rồi, bọn họ lại được lắm. Người nào người nấy đều như dịch ấy, ngón dài cả cổ. Em nói làm chị sợ quá đi mất. Da gà da dịch chị nổi đầy cả người rồi đây này. Cổ dài ra, có thể chặt đi không ạ? Chắc chắn phải chặt rồi. Không chặt thì để làm gì? Được rồi, không làm phiền cô làm chính sự nữa. Tinh tế, ta vào thôi. Được rồi, lát gặp lại chị ạ. Được được. Chị, sao chị gái kia mang theo một tên ngốc vậy chứ? Em sao đấy? Sao nói người ta ngốc to thế? Hắn không ngốc, ai ngốc chứ? Ngốc đau, ngốc đớn. Em mà nói ra miệng thì em cũng ngốc lắm. Chị, họ biết rồi. Im đi. Chị, họ biết thật rồi đó. Im miệng. Xuân Ni, Xuân Ni, Xuân Ni, cô tới rồi, tôi chờ cô lâu lắm rồi đấy. Gì? Hả? Trời, xem vợ tôi là gì chứ. Tội cái làm chị già cả đi. Chị nói này, em đừng theo bố làm loạn. Gọi là chị đi nào. Đúng rồi, bố em sao rồi? Giống hôm nay chị định gửi anh ấy tấm vé tới để xem, nhưng lại nhớ ra chân anh ấy. Anh ấy đỡ hơn chưa? Khỏe hơn nhiều rồi ạ. Chỉ là đi đường vẫn hơi cà nhắc thôi ạ. Kì chị, sắp diễn rồi. Đưa em vé, hai ta cùng xem nào. Không cần, tôi có vé rồi. Hữu Bình đưa em đúng không? Là công ty xe điện phát ạ. À thì Thủ Bình hôm nay chấp hành nhiệm vụ, không thể xem với em rồi. Thủ Bình, không sao không sao, em rảnh mà. Em xem với Xuân Ni. Xuân Ni, đi, tôi đi với em. Đi thôi, tôi vẫn ngồi theo số ghế đi. Không sao, anh ngồi với em. Xuân Ni, không ngờ em tới thật. Với công ty xe điện phát ạ. Không đến thì phí lắm. Vậy anh đưa em vào.
Không phải chứ. Anh, chị dâu sao chưa tới vậy? Chị, em vào trước nha. Được. Hôm nay chúng ta không chỉ xem kịch đúng không? Có việc gì vậy ạ? Chị, mũi to kìa. Chị đi một chút nhé. Chị, em cũng muốn đi vệ sinh. Đợi đây đi. Dương Hoang, sân dẫn lại mẹ ở đây vậy trước. Mau lên sân khấu đi. Mau, dân dân. Anh phải cô tới đây. Dì già, cô là người của tôi mà. Sao lại nghe dì già điều động chứ? Tôi là người của ông, nhưng ông không phải là người của dì già sao? Hỗn xược. Chị ta bảo cô làm gì? Ông Phương, đừng làm khó tôi. Không phải chứ, chị làm gì vậy? Tôi thấy anh tâm sự nặng quá, vậy nên trực tiếp sắp xếp người của anh. Chị muốn làm gì? Điều là gì anh thôi. Cao đại hạ trong anh chặt như vậy, hành động hôm nay anh đừng tham gia nữa. Có thể kéo chân cao đại hà đã là công lao của anh rồi. Lúc nào thì ra tay. Yên tâm xem kịch của anh đi, mặc kệ những chuyện khác. Cha hỏi con, mấy ngày cha không có ở nhà. Đừng nói nữa. Nào nào, tập hợp tập hợp. 15 phút nữa là bắt đầu diễn rồi. Hôm nay tôi nói cho mọi người một việc. Việc này đặc biệt quan trọng. Tôi biết ạ. Cậu biết gì? Người Liên Xô tới. Chẳng qua cậu nói đúng. Chính là chuyện này. Chuyện này không sao đâu, trưởng đoàn. Trưởng đoàn, không sao, cứ kệ tôi. Buổi diễn hôm nay của chúng ta không chỉ là một buổi công diễn. Rót nước, rót nước. Hết nước rồi. Để tôi đi lấy nước. Được, được, được. Quan trọng là trưởng đoàn, anh xem, nó còn có ý nghĩa đặc biệt. Yến Nhi, bố. Bố, không phải bố xem buổi diễn tập rồi sao? Sao bố tới đây? Bố làm gì vậy? Bố, đi mau. Vào đây. Bố, bố định làm gì vậy? Sắp diễn rồi đó bố. Yến Nhi, hôm nay con không thể diễn được. Tại sao ạ? Con ở đây chờ nhé. Bố đi kiếm bộ quần áo khác cho con thay. Chúng ta cùng đi. Bố, diễn lớn hơn trời đấy. Nếu như con đi, vở kịch hôm nay không thể diễn tiếp được đâu. Không phải còn có người khác thay cho con sao? Bố biết chứ. Người khác ai cũng có thể thay. Chỉ Hiến Nhi là không có thôi. Con nhất định phải diễn. Nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng. Bởi vì vô cùng quan trọng nên con mới không được diễn đấy. Tại sao chứ? Ít ra bố phải cho con lý do chứ. Yến Nhi, con phải nhớ, bố không làm hại con là được. Không cho con diễn là bố hại con rồi. Yến Nhi, hôm nay con không thể đi được. Bố, giờ con mà đi thì chính là đào binh đấy. Yến Nhi, được rồi, dù sao lời cần nói tôi cũng nói hết rồi. Nói tóm lại, buổi diễn hôm nay vô cùng quan trọng. Tôi hy vọng mọi người đều có thể thoải mái diễn, cứ diễn như thường. Sao Viên Phi Yến vẫn chưa về vậy chứ? Đúng là sống thì cũng phải sôi rồi chứ. Trưởng đoàn, hay để tôi đi xem. Được rồi, cậu đi đi. Thôi đừng đi, cậu không đi được. Sắp tới lượt cậu rồi. Không có việc gì thì mau đi tìm đi. Đi đi, dân dân. Bắt đầu rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Nào nào, ngồi bên này. Yên lặng, yên lặng đi.
Buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Vất vả rồi. Áo sơ mi đâu rồi? Không biết nữa. Đừng tìm nữa. Hay ra ngoài rồi. Là bạn của mọi người sao? Quan gia. Chỉ là quen sơ sơ thôi. Năm đó người Nhật Diệm ám sát Stalin mà từng tổ chức hành động Hoa Tươi, tức là để thuốc nổ vào Hoa Tươi. Tuy hành động lần đó thất bại, nhưng thất bại cũng không thể che giấu được thuốc nổ đã được thiết kế tỉ mỉ. Đặc phái viên Phó, Hỷ Nhi đột nhiên không thấy đâu nữa rồi. Tìm chỗ nào cũng không thấy. Thế này, anh ngồi cùng Andre, tôi ra ngoài tìm xem. Đi mau, đi mau đi. Mấy người qua kia tìm xem. Được, dân, được. Sổ Bình, chị không tìm thấy. Có khi nào bị kẻ địch bắt cóc rồi không? Không thể nào. Chỗ ra vào nào cũng được theo dõi. Vậy đoàn trưởng hình, có lẽ nào cô ấy ở trong hậu trường mà mọi người tìm không thấy không? Vậy thì không thể nào. Đoàn trưởng hình, vậy có lẽ nào là hôm nay có quá nhiều người xem quá, là có người Liên Xô tới, cô ấy căng thẳng quá nên trốn, không dám diễn không? Diễn viên ai chẳng nhiều kịch tới điên cuồng, người đến càng nhiều, họ càng đắc chí, càng thích diễn. Vậy thì không thể nào. Tìm tiếp thôi. Chỉ cần còn trong rạp hát, chắc chắn sẽ tìm ra. Đi, ta tiếp tục tìm. Đợi chút. Nhất định là anh ta. Ai cơ? Ai? Em đi tìm áo sơ mi tới đây. Gọi anh ta tới làm gì? Thì bảo em gọi thì em đi gọi đi. Anh Phương, anh ra ngoài cùng tôi một chút. Chị, anh nói đi. Anh giấu cô ấy đâu rồi? Hỷ Nhi sao? Bạch Mao Nữ hả? Chưa diễn mà, diễn thì cô ấy ra. Anh đừng giả vờ với tôi. Nói thật đi, anh giấu cô ấy đi đâu rồi? Tôi giấu cô ấy đi làm cái gì chứ? Tôi vẫn ngồi ở khán phòng chờ xem kịch mà. Anh coi tôi là mù chắc. Anh đúng không ngồi chỗ của anh. Tôi đúng. Không phải là sắp biểu diễn sao? Tôi đi nhà vệ sinh. Chắc là ngồi lâu chút. Vậy cũng nói lên điều gì đâu chứ. Anh không ở trong nhà vệ sinh. Cô, anh làm chuyện xấu xa đúng không? Anh giết cô ấy rồi sao? Cao Đại Hà, cô cũng dám nói thật đấy. Đây, đây là chỗ nào cơ chứ? Sao anh nói hồ đồ vậy chứ? Cô mà còn vậy, tôi không khách khí đâu nhé. Anh không khách khí với tôi từ lâu rồi mà. Nào, tới đây. Được rồi, được rồi. Tôi không chọc nổi cô. Tôi không chọc được cô thì tôi trốn được chưa? Tôi không xem nữa, tôi đi. Không được. Cô, Hỷ Nhi chưa từng thấy. Anh đừng hòng đi. Mọi người xem. Xem không được. Không xem không được. Nếu cô còn đanh đá như vậy, tôi không khách khí nữa đâu đấy. Tôi cho cô biết, tôi là cảnh sát đấy. Đúng, anh là cảnh sát Hán Giang. Anh là cảnh sát đặc vụ quốc dân đảng. Chị à, đừng đôi co ở đây nữa được không? Giờ tìm người quan trọng. Đúng, đúng. Đoàn trưởng hình, tôi đến hậu trường và nhà kho tìm xem. Anh đưa mấy người lên tầng 2 tìm xem. Chỗ nào cũng không được bỏ qua. Chỉ cần là chỗ giấu được người, anh nhất định phải tìm. Được, tôi nghe anh. Đi mau. Được, để tôi tìm với cậu. Tôi là cảnh sát, tìm người cũng quen hơn cậu. Không cần đâu, cần chứ. Để anh ta tìm, vừa tìm là thấy. Anh dẫn đường đi. Mọi người xem, tôi dẫn đường làm cái gì chứ? Tôi tìm chung mọi người. Hay, hay, hay.
Đi, đi thôi. Đi, diễn xong rồi, diễn xong rồi. Đi thôi, đi. Đi, chị, để xem đã. Mau lên nào. Anh là một người xấu. Anh cũng là một người xấu. Phải, phải, phải. Tặng cho cô. Không, không, cầm lấy. Không, không, tôi không thể nhận. Không thể nhận được. Trong hoa này không có bơm. Cô sợ cái gì chứ? Không sao. Đồng chí Hiển Nhi xinh đẹp, dũng cảm. Bó hoa này do tôi đích thân chọn. Tuyệt đối an toàn. Cô nhận đi. Cô đã diễn Hiển Nhi rồi, cô phải dũng cảm chứ. Cầm lấy. Chúng ta cùng chụp ảnh nào. Được đấy, được đấy. Nào nào, chúng ta cùng chụp ảnh. Nào nào. Sang bên này, sang bên này một chút. Cậu là diễn viên chính, phải đứng đằng trước chứ. Nào, tôi diễn người xấu, phải đứng đằng sau. Chị đứng đằng trước đi. Ba, hai, một. Chị, chạy mau. Đi mau, mau lên. Mau. Chạy đi, mau lên. Xuân đi, không sao, không sao. Chạy mau, chạy mau. Mau, chạy đi. Mau, Xuân đi. Không sao chứ, Xuân đi, không sao chứ. Anh, nhất định phải giúp em đưa Xuân đi về. Được, được, yên tâm đi, nhất định tôi sẽ đưa về. Mau đi đi, Xuân đi, em tự về. Không cần anh đưa, Xuân đi, anh phải đưa em về. Cẩn thận đấy. Ai, Cao Đại Hà, cô định làm gì thế? Làm gì sao? Anh nói tôi biết, anh mang bơm vào kiểu gì? Anh ấy làm sao? Vụ nổ này liên quan gì tới tôi chứ? Mau chạy thôi, sao anh vừa đến đã xảy ra chuyện rồi? Chuyện này không được. Anh phải nói rõ ràng cho tôi. Chuyện này, anh nhìn cái gì thế? Tôi nhìn đồng bọn của anh thấy không? Tôi nhìn đồng bọn cái gì chứ? Cô để tôi đi. Mau nói rõ ràng cho tôi. Đi nào. Còn ai không? Còn ai không? Đồng chí Andre, xin lỗi. Để anh quản sợ rồi. Khán giả đều sơ tán cả rồi chứ. Sơ tán rồi. Xác nhận lại đi. Dừng. Mau mau, thu dọn đồ đạc. Đến ký túc xá hợp, đến ký túc xá hợp. Mau, mau lên. Trưởng đoàn, để tôi ở lại. Không được, tất cả đều phải đi. Đặc phái viên đã cho người hộ tống chúng ta về. Ra ngoài từ cửa sau, cửa sau. Cậu nghĩ sao về vụ nổ này? Đây rõ ràng là một vụ phá hoại có âm mưu. Nhất định là do đặc vụ quân thống làm. Đặc vụ quân thống. Đồng chí Phó Gia Trang, chính là do dấu bơm trong hoa tươi. Lúc ở Liên Xô tôi từng nghe nói tới rồi. Năm đó người Nhật nhắm vào đồng chí Stalin, đã từng lên kế hoạch về hành động hoa tươi. Sau đó âm mưu của người Nhật đã bị vạch trần. Điều là nhờ đặc công nằm dùng trong nội bộ quân Nhật, mạo hiểm truyền tin tình báo, mới khiến kiếp nạn này không xảy ra. Không phải, cậu nói cả nửa ngày, đặc vụ quân thống rốt cuộc là ai chứ? Cô làm cái gì thế, Phó Gia Trang? Tôi đã sớm nói người mặc áo sơ mi này có âm mưu. Sao các anh không tin chứ? Tôi có âm mưu gì? Tôi có âm mưu gì chứ? Được rồi, có lý không phải lên giọng. Vậy anh nói xem, nổ đâu chẳng được. Sao lại cứ nổ chỗ anh ngồi chứ? Hỏi rất hay. Giá của tôi là do ai cho? Có phải là cô cho không? Hoặc là cô muốn nổ chết tôi? Hoặc cô muốn nổ chết người khác? Nếu cô nói tôi là hung thủ, thì cô chính là người đứng đằng sau. Anh nói linh tinh. Được rồi, được rồi. Xem cô đi, Phương tiên sinh.
Lúc anh ngồi ở đó, có ai để quà ở đó hay không? Không phải. Lúc đó tôi hoàn toàn bị vở kịch thu hút. Diễn viên diễn hay quá. Tôi không có thời gian nhìn chỗ khác. Nếu tôi biết chỗ đó có bơm, tôi chán sống rồi sao? Đánh chết tôi cũng không ngồi đó. Hoa tươi rơi trên đất là anh nhặt lên. Đúng thế, là tôi nhặt lên. Thì sao? Trong hoa có bơm sao? Hoa anh nhặt lên không có. Hoa anh không nhặt lên thì có. Không phải, nói gì làm tôi rối quá. Được rồi, đừng có giả vờ nữa. Anh hiểu rõ còn giả vờ hồ đồ. Sao tôi lại giả vờ hồ đồ chứ? Tôi nói anh nghe, anh vốn định nhặt hoa có bơm, nhưng anh sợ nên không nhặt, nên anh đã nhặt hoa không có bơm, phải không nào? Anh khai thật đi, hoa có bơm kia mang vào kiểu gì? Ai mang vào chứ? Hoa có vấn đề, nhất định là sau đó mới mang vào. Phục vụ nữ kia đã làm. Xin lỗi. Phục vụ giả kia muốn đánh tráo hai bó hoa. Phải. Họ đã sớm để mắt tới tôi rồi. Ngay cả hoa cũng chọn giống hệt nhau. Hoa cẩm chướng trắng. Phương tiên sinh, lúc anh nhặt hoa, có phải trên đất còn có một bó hoa không? Tối ôm ôm, vốn không nhìn rõ. Phải rồi, tôi nhớ có người chọc tôi một cái. Tôi nhìn thấy có một bó hoa nên đã nhặt lên giao cho mọi người. Hết rồi sao? Hết rồi. Được, anh về đi. Cảm ơn. Sao anh để anh ta về được chứ? Cô điên rồi. Andre, anh quả là hồ đồ. Quả bơm đó nhất định là do anh ấy đặt. Cho dù không phải anh ta, thì đặt vụ kia và anh ta nhất định là một hội. Nếu không thì sao có thể để anh ta nhặt qua chứ? Nếu Phương tiên sinh có vấn đề, thì đã nhặt qua có bơm. Nhưng anh ta đã không làm thế, bởi vì anh ta sợ bị lộ. Nếu là bơm, chúng ta đều sẽ chết. Anh ấy không cần sợ bị lộ. Đồng chí Mark Noba nói có lý. Thúy Linh, đến đây làm gì? Đồng chí Andre, Đại Liên không thể tiếp tục loạn như thế này. Việc quan trọng bây giờ là chúng tôi phải có lực lượng vũ trang của mình để tiện cho chúng tôi duy trì trị an của địa phương. Theo như quy định của Hiệp ước Hữu nghị, Liên minh và Tương trợ Trung Xô, nước tôi ký với Chính phủ Quốc dân, Đại Liên và Lữ Thuận đều do Liên Xô quản lý, các quân đội khác đều không được vào. Một khi phát hiện, sẽ bị Liên Xô tước vũ khí bắt giam. Cho nên, chúng tôi quyết không để Chính phủ Quốc dân bắt lỗi. Đảng Cộng sản các cậu vẫn không thể xây dựng quân đội chính thức ở Đại Liên. Nhưng tôi có một cách. Có thể là kế sách vẹn toàn. Anh cứ nói. Kim Châu cách Đại Liên 30 km, lại không nằm trong phạm vi quản lý của Đại Liên. Các cậu có thể đặt lực lượng vũ trang hiện có ở đó, đổi tên thành cảnh sát hoặc đội trị an. Vậy là được rồi. Được. Đề nghị này hay. Tôi sẽ báo cáo ý tưởng này với cấp trên. Còn nữa, chúng ta phải mau chóng thành lập thị ủy Đại Liên, xây dựng chính phủ dân chủ. Làm vậy cũng tiện cho chúng ta triển khai công việc tiếp theo. Cá nhân tôi tán thành điều cậu nói, nhưng nguyên tắc của Hiệp ước Trung Xô buộc phải tuân thủ. Hiện giờ Đại Liên và Lữ Thuận vẫn do Hồng quân Liên Xô chúng tôi quản lý. Trước khi nhìn thấy tờ giấy bàn giao chính thức các cậu đưa tới, chúng tôi quyết không cho phép bất cứ đảng phái, bất cứ ai triển khai hoạt động rầm rộ ở Đại Liên, bao gồm cả Đảng Cộng sản chúng tôi sao, đồng chí Andre? Tôi muốn nhắc nhở anh, Quốc dân đảng đã giành trước một bước thành lập đảng bộ ở Đại Liên. Mà chúng tôi mới là người đồng chí, là người anh em thật sự của các anh. Cô nói không sai. Nhưng hiện tại đại diện cho Trung Quốc là Chính phủ Quốc dân. Chúng tôi không muốn để tượng với thạch bắt lỗi về mặt ngoại giao. Xin lỗi. Hy vọng các cô thông cảm. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Phải rồi,
Tôi thấy chúng ta phải đi tìm viên phi yến. Phi yến, ai đấy? Tôi, lão Huỳnh đây. Cô chưa nghỉ ngơi đấy chứ? Chưa đâu. Phi yến, cô không sao chứ? Không sao. Đặc phái viên phó đến tìm cô, muốn tìm hiểu tình hình. Cô chuẩn bị đến phòng họp nhỏ đi. Trưởng đoàn này, hôm nay tôi hơi mệt, đã đi nghỉ rồi. Phi yến, cô cố gắng một chút. Muộn vậy rồi người ta còn tới. Cô mau lên nhé. Họ đều đang chờ cô đấy. Uổng công tôi, chỉ vì anh lấy nhầm qua. Không phải, chỗ đó tối ôm ôm, cô cũng không nói rõ ràng với tôi. Cô, chuyện này có thể trách tôi được sao? Anh còn trách tôi sao? Không phải trách cô. Trước đây tôi đã hỏi phương án hành động như thế nào. Cô chưa nói với tôi chúng ta dùng kế đánh tráo. Không phải tôi viết giấy cho anh rồi sao? Trong đó viết rõ ràng rồi mà. Vừa bảo cô rồi, trong đó tối ôm ôm. Hai ngày nay tôi bị nhiệt qua hết cả mắt. Cao đại hạ ở đằng sau nhìn tôi chằm chằm, tôi còn lấy ra xem sao. Nghe nói trước khi biểu diễn, Hỷ Nhi bị người ta đánh ngất, là anh làm phải không? Tôi đánh ngất Hỷ Nhi làm gì? Thật sự không phải anh làm sao? Chị hai, nếu chuyện này đúng là tôi làm, tôi còn phải tranh công với chị ở đây đấy. Mục đích của chúng ta không phải là phá đám buổi biểu diễn hay sao? Nếu đúng là tôi phải bảo cô tới chỗ gì cả, đòi khen thưởng cho tôi đấy. Hôm nay đúng là quốc ức, đánh rắn không chết, ngược lại để người Liên Xô và đảng Cộng sản nắm được đuôi. Đúng là được không bằng mất. Được rồi chị hai, chuyện lớn thế này có thể an toàn rút lui đã không tệ rồi. Tôi lo đảng Cộng sản sẽ mượn việc này vu oan hãm hại chúng ta. Còn vu oan hãm hại sao? Không phải do chúng ta làm sao? Anh hôm nay rất khác thường. Đặc vụ quốc dân đảng làm sao? Phải, họ muốn nổ chết Andrei và người dân xem kịch. Thế nên đã tạo ra vụ nổ. Vì sao bọn họ lại làm thế? Mấy người này đều vô tội mà. Khiến Hồng quân Liên Xô mất niềm tin vào đảng Cộng sản, để họ thừa cơ đoạt thành. Vậy các anh tới tìm tôi, tôi có thể làm được gì? Trước buổi biểu diễn cô đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc ai đã đánh ngất cô? Chắc là mấy ngày nay luyện tập mệt quá nên bản thân tôi không cẩn thận ngất xỉu. Không phải bị người ta đánh ngất sao? Vậy đầu cô có bị thương không? Không có, chỉ mệt thôi. Mệt sao? Cô cầm phích nước, vốn định đi lấy nước, sao lại chạy tới phòng chứa đồ chứ? Phòng chứa đồ khá yên tĩnh. Buổi biểu diễn là sắp bắt đầu, tôi muốn vào đó nhẩm lại thoại. Lúc tôi nhìn thấy cô đang ở chỗ núi giả, nơi đó chật hẹp như thế, hơn nữa còn hơi bẩn. Chuyện đó lúc đó đầu tôi nặng trình trịch. Tôi chỉ muốn dựa một lúc, thế rồi có lẽ đã ngất ở đó. Vậy cửa kia là do ai khóa? Chuyện này tôi không nhớ rõ nữa. Được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Cô ấy không nói thật. Chúng ta cũng về đi, còn chưa hỏi rõ ràng mà. Nếu cô ấy không muốn nói thì chúng ta cũng không hỏi được.